phần điện thuộc hãng Mít Thần Nông Nghiệp. Cái này là nổi tiếng trên toàn thế giới đó anh. Đây là thần địa ngục ẩm hiếp, nữ thần nông nghiệp đó cả nhà. Thấy mình thấy từng cái sớ gân luôn á cả nhà. Coi này cả nhà nhìn nè, quá tinh xảo luôn cả nhà ơi. Và đây là con chó ba đầu của thần địa ngục đó cả nhà. Đây nhìn mặt thần, nữ thần nông nghiệp rất là tội nghiệp. Trong khi đó thì thần địa ngục nét mặt rồi